Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng của Duy hiện tại là cái xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Thì Duy đang trên đường giao về Long An đó. Thì thực sự nói về Long An đó các bạn, nhưng mà cách showroom của Duy khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì Duy đang giao chiếc xe này về cho anh Luân. Thì đồng hành với Duy ngày hôm nay thì có là Bin nè các bạn. Đó, Bin. Thì nếu mà các bạn có xem cái clip mà Duy giao xe về về đâu em? Về Đà Lạt anh chị. À, về Đà Lạt cho anh Duy và chị Hòa. Thì các bạn sẽ biết là Bin. Thì nếu mà các bạn là chưa có xem thì Duy sẽ để cái link trên đây cho các bạn xem ha. Thì với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 lần này thì đáng lẽ là Duy cũng lại đi với anh Sĩ luôn các bạn. Nhưng mà do là ba của anh Sĩ bệnh cho nên là anh Sĩ phải về quê Nghệ An để cho chăm sóc cho ba của anh Sĩ. Thì hy vọng là ba anh Sĩ sẽ sớm khỏe lại và anh Sĩ sẽ sớm vào Sài Gòn để mà tiếp tục cái công việc. À, thì cái chiếc xe tiếp theo nữa là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này á, thì Duy được biết anh Luân cũng như là anh Luân biết Duy á, thì qua cái clip mà Duy giao xe cho anh Đức ở Bình Định đó các bạn. À, nếu mà các bạn nào chưa xem cái clip đó thì xem lại, Duy cũng sẽ để cái link ở đây ha. Thì khi mà anh Đức post cái clip đó trên một cái diễn đàn thì anh Luân thấy và anh Luân có liên hệ với lại anh Đức để hỏi thăm Duy, cũng như là anh Đức coi như là recommend, coi như là đề xuất cho Duy với các bạn. Đó là nói là anh Luân ơi, ủng hộ cho anh Duy này, anh Duy thế này thế kia. Đó thì anh Luân cũng đến showroom, và nói chung là trước đó thì cũng có rất là nhiều những bạn đã liên hệ với lại anh Luân rồi, nhưng mà do là anh Đức có giới thiệu cho nên là anh Luân ảnh khá là yên tâm đó, thì đến gặp Duy cũng như là xem xe một chút xíu thôi. Thì anh Luân đã đặt cọc cái chiếc xe GLC này rồi đó. Thì thực sự cái chiếc xe GLC 300 này đáng lẽ là Duy phải giao cho anh Luân vào khoảng tầm cuối tháng rồi, nhưng mà do một số trục trặc về thanh toán cũng như là làm chậm cái tiến độ nhận xe của anh Luân thì nói chung là anh Luân cũng không có vui lắm, nhưng mà Duy cũng năn nỉ anh cũng như là anh Đức các bạn, anh Đức cũng rất là nhiệt tình. Anh Đức cũng nhắn tin để mà nói là thôi anh Luân gán chờ thêm chút xíu nữa đi, gán ủng hộ Duy này thế nọ đó. Thì nhờ anh Đức và anh Luân coi như hai anh em cũng hỗ trợ Duy, cho nên ngày hôm nay Duy mới giao được cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. À, một lát nữa khi mà đến nhà anh Luân, gặp anh Luân thì xem coi anh Luân làm bởi gì nha các bạn. Và một lát nữa hẹn gặp lại các bạn tại nhà của anh Luân. Ok. Duy vừa mới vào cửa hàng Thế Giới Di Động để mua một cái cổng lighting cho cái điện thoại iPhone. Thì một lát nữa Duy sẽ giao xe và Duy sẽ thử những cái tính năng ở trên cái màn hình MBUX rất là hay cho các bạn xem. Thì cho anh Luân qua các bạn xem luôn. Thì những cái tính năng này hoàn toàn mới mà trước đây Duy chưa bao giờ mà giới thiệu ở trên YouTube hết. Và một cái điều rất là vui nữa các bạn là Duy vừa đang trên đường đi thì Duy cũng vừa mới có một cái hợp đồng đó, thì anh Thọ mới đặt cọc cho Duy. Thì Thọ năm nay cũng bằng tuổi Duy thôi các bạn đó, nhưng mà hai anh em nói chuyện rất là hợp nhau, cũng như là mới ngày hôm nay thôi mà Thọ đã đặt cọc cho Duy rồi. Thì hy vọng là qua tuần sau Duy sẽ giao chiếc xe này về La Ghi cho Thọ, cũng như là những cái chuyến đi như thế này thì Duy đều ghi lại và hẹn gặp lại các bạn tại cái clip mà Duy giao xe cho anh Thọ về La Ghi nha. Ok. Cái chiếc xe này mà của Bin đó các bạn là cái chiếc xe mới luôn các bạn, mới lấy cách đây chắc mấy ngày thôi Bin, một tuần nữa anh. À, mới lấy một tuần thôi hả? Đã không các bạn thấy không, mới tinh nè, tất cả mọi cái nó sạch sẽ luôn.
Đó, rất là khác cái xe của anh Sĩ. À, các bạn thấy không, trước đây đi với anh Sĩ á, đi hai quay á, thì các bạn sẽ thấy trên đây á, rất là nhiều đồ tùm lum hết. Nhưng mà các bạn thấy không, xe của Bin nè, sạch sẽ tất cả mọi thứ luôn, nhìn đã không? Để xe không mang dép lên đây còn lót thảm mà không dám mang dép lên luôn á. À, với lại xe này á, nãy em nói với anh em độ gì, em nói cho các bạn nghe luôn đi. Em độ một bộ tem dán cửa. Ồ. Rồi đèn led. Ồ. Lại một cái loa súp. Ồ. Với lại loa súp luôn. Dạ. Với lại một remote khóa cửa, lóc cửa anh. À, điều khiển từ xa luôn ha. Dạ đúng rồi, điều khiển. Sắp tới cũng còn bốn cái chụp mâm. Với lại kèn nữa. Rồi có dạ. Độ đèn led vào trong đây giống như là xe mẹt không? Có luôn anh đó. Ồ, đèn led luôn á hả? Dạ nhưng mà em chưa dán đó. Ok, ngon lành luôn. Bữa sau mà đi xe gũ Bin đi theo là quay cho các bạn xem ha, buổi tối nhìn đã lắm. Ok, tuyệt vời. À, hiện tại thì Di đang đứng trước nhà của anh Luân, cửa hàng xe gắn máy Thiên Hải nha các bạn. Thì Di đang đợi anh Luân về. Thì anh Lương đang có công việc ở bên ngoài, chắc khoảng tầm 20 phút nữa anh Lương mới về tới. Ghi đó anh ghi.
nhiều nha. Để lại đây nha. Cái này nó đem vô cấp. Thấy cái này, thấy cái giấy tờ đó, sách hướng dẫn sử dụng này nó làm gì đâu. Thường chắc ít ai đọc, anh không đọc đâu. Lắm. Cái thảm thì em để sẵn ở đây chưa có lót lên. Em có muốn lót thì ngồi em lót lên cho anh. Lót ở trước á hả? Chung mấy cái này nè. Không mình cứ để đây cho mới thì nào anh xài nó lót. Còn ở dưới đây thì nó sẽ có bánh xe dự phòng cho anh. Ở đây dụng cụ với hai lớp xe nằm ở đây hết. Ha. Ha đủ ha. Cặp ghế này chắc anh biết rồi ha, cặp ghế. Xích beo chưa? Beo. Chị xích beo đi. Chạy kia không có xích beo quen rồi cái. Bên đây cái quên. Xích beo đi, không kêu nó, không xích beo nó kêu. Rồi. Từ từ ha, xe mới nha. Có cần mấy cái xe khác nó hiện lên màu đỏ đó. Chị tắt chế độ ưu tiên giùm em cho hình tam giác đó chị. Hình tam giác là dưới dưới đây dạ, không? Dạ. Bấm cái em. Bấm rồi. Ủa sao chạy lên không lên nữa ta, chắc em chỉnh 20 thôi hả? 20 kìa. Anh bấm ngang nhầm cái nút 20 rồi kìa. Anh tắt cái nút 20 đi. Tắt bấm lúc nào? Có chữ ngay ngón tay anh dưới nó có cái chữ gạt xuống. Cái nút bên kia. Bên đây hả? Không, cái nút ngay cái cảm ứng trên đây. Đây. Đúng rồi. Rồi. Xuống. Rồi gạt xuống. Rồi ok. Rồi giọt dữ ha. Nãy anh bấm ngay nút giới hạn á. Em như thế. Khác cái xe kia không? Khác. Con thấy khác cái xe bữa rồi đúng không? Khác bữa rồi là chạy xe là xe gì, GLC mấy? Cái bữa rồi là chạy cái chiếc GLC 300 cái phiên bản trước á chị, bản cũ á. Thì nhóc nó mệt, nó say xe. Tại vì cái xe đó nó sử dụng hệ thống treo một khí nén á, nó bồng bềnh vậy nè. Nhưng mà đối với cái chiếc xe này, một phiên bản mới này thì ngồi nó sẽ có vẻ là nó ổn định hơn, vững hơn. Có treo khí nén giống kia không? Không, cái này không xài treo khí nén. Vậy là nó xài buộc rò xo giống như ấy luôn hả? Dạ đúng rồi. Giống như chiếc GLC 200 không? Nó sẽ xài buộc khác một xíu. Khác một xíu hả? Dạ, khác một xíu. Khác xíu nhưng mà trên cái nền đó nhưng mà nó sẽ khác một xíu. Nó im hơn hả? Im hơn chứ. Nói chung là đứng bồng bềnh là được rồi. Nó có can thiệp điện vô cái phục này. Còn cái 200 nó không có can thiệp điện vô. Được không chị? Được em. Chạy êm đúng không anh? Êm. Theo anh cảm nhận thì cái chiếc xe 2019 vừa rồi với lại chiếc xe này thì nó sao anh? Đâu giờ mấy bạn nghe luôn. Này thì ngon hơn chiếc 2019 hồi bữa chạy bồng bềnh quá. Chiếc này chạy nó không có cảm giác bồng bềnh. Những người mà say xe mà chạy chiếc kia chắc say dễ say xe lắm. Bữa kia anh chạy anh cũng bị hả? Anh cũng bị luôn. Vậy hả? Hôm qua em cũng bị, có thằng bạn cũng có tuổi em à, ở Bình Thuận nó ghi lên thì cũng chạy cái chiếc xe GLC 300 đó anh. Nhưng mà hai vợ chồng lên chạy thì cũng nói là cái giống ý anh vậy đó, cũng mệt này nọ. Xong rồi em mới sắp xếp một cái chiếc xe GLC 200 thôi, phiên bản bình thường thôi, một cầu á. Thì Thọ chạy xong thì Thọ quyết định Thọ đặt cọc luôn. Mới đặt cọc hồi nãy luôn á. Một cầu lại có 1.7 mấy á hả? 1.7 mấy á, chạy cái phiên bản đó. Nhưng mà Thọ thì Thọ mua phiên bản 2 cầu. Dạ. Ý là chạy thử cái phiên bản đầu tiên là chạy cái 300, nó bồng bềnh quá. Xong em cho chạy lại 200 phiên bản mới. Thì Thọ thấy ok hơn rồi Thọ đặt cọc. Cái này mình có chỉnh chế độ là 3 chế độ hả?
sport chế độ đang anh. 5 chế độ luôn hả? Dạ. Vậy thường mà cho nó cái chế độ nào là không bần bền nhất là chế độ nào? Anh chuyển qua chế độ sport á là cái phục nó sẽ cứng hơn. Nhưng mà bù ngược lại nhưng mà như vậy là ok rồi, nó đâu có bồng bền đâu. Đúng không? Anh chuyển qua chế độ sport thì cái phục nó sẽ cứng hơn xíu, tay lái cũng nặng hơn. Xe chưa có biển số nha, anh chạy đây thoải mái không? Được. Được không? Mình thấy bên kia cái mình quanh lại cái nữa, cái mình về. Thấy có bồng bền không? Không. Thì hết cảm giác hồi trước rồi hả? Em hơn trước nhiều. Đây, Phúc hả? Dạ. Còn bên Phúc hả? Dạ. Rồi, sắp tới là sẽ quản lý hệ thống cửa hàng xe gắn máy chính hãi. Thấy không? Ngọt lành. Con học lớp mấy rồi? Dạ, mình học lớp 8. Thế im, okay. Im hơn Vios trong em? Em không ai đi học hả? Dạ. Em còn đi học hả anh nhà? Đang học thêm trên Việt Mỹ. Biết chú Di mà ba nó không biết chú Di luôn. Ừ, đó vậy. Bữa dẫn thằng Phương Hiếu lên nó cũng biết chú Di nữa. Rồi giờ chú Hiếu á Phúc. Dẫn lên với chú Hiếu nói: "Trời ơi anh hôm nay có đi giao xe không là biết biết rồi." Phúc biết mình ba nó không biết luôn. Tại nó chuyên nghiên cứu em, chuyên nghiên cứu lên nó lên ba cái YouTube á, coi nhiều lắm. Vậy là chắc kêu ba mua chiếc này là đúng không? Đúng không? Chờ clip chú hoài. Không chị, có nhiều đứa chị nhỏ nó hay lắm. Dạ. Nhỏ nó hay, nó hay lắm, nói chung là nó gì nó nói thì mình mới biết thôi chứ chị cũng không, nhiều khi chị không nghiên cứu, chị không có coi. Nhiều khi dạ. Nói xe này chị có biết đâu. Đúng rồi, chị không biết nó rành lắm, bắt lên nào nó nghiên cứu. Con mua nào mua nào. Dạ, giờ giờ đưa lên nó bấm được hết luôn. Đi buông thắng ra được rồi đó. Giờ lát mình xuống mình có bấm lúc này không? Tắt, anh xuống anh phải tắt máy. À. Anh bấm lúc đó là tắt máy. Không bấm là đâu được hả? Không bấm là không có tắt máy luôn. À. Mới mua sợi dây này cho anh, mà anh đâu có xài iPhone hả? Có anh quên. Cái này á, sợi dây này á, nó sẽ vừa sạc cho anh mà có thể vừa kết nối được cái Apple CarPlay. Ha, Apple CarPlay nè, để anh cắm vô cái máy của anh. Ừ. Máy có mạng không? Có. Ok, nè anh bấm đồng ý ha, accept, star nè. Rồi. Đồng ý ha, cho phép. Ok đó, khi mà anh kết nối vào thì anh thấy không, mấy cái app của điện thoại nó sẽ hiện ở trên đây nè, đó. Bản đồ nè, là cái gì vô đây là ở đây hết. Dạ, một vài cái thôi. Nghe nhạc nè, anh thấy không? Nghe nhạc nè, rồi tin nhắn nè. Tin nhắn thì nó sẽ không có hiện lên đâu, nó chỉ đọc cho anh thôi. Đọc luôn hả? Nó đọc. Sao đọc nữa? Tiếng Anh đó hả? Đọc tiếng Việt. Nó đọc cái tin nhắn đó mà anh nghe không có được đâu. Trừ khi anh nhắn tiếng Anh á, anh nhắn tin bằng tiếng Anh á thì nó sẽ đọc ra tiếng Anh cho anh. Ví dụ anh bấm, em bấm thử cho anh nè. Em bấm thử cho anh nha. Ví dụ cái số này của anh là đúng không? Em hay gọi cho anh đúng không? Đúng rồi, số đó. Em nhắn tiếng Anh cho anh nha. Hello Mr. Hương nè. How are you nè. À, anh nhắn tiếng Anh thử ha. Đó, gì Mercedes nè. Em bấm vô đây. Do I Mercedes PMH said hello Mr. Lewin. How are you? How are you? Would you like to reply? Again. Do I Mercedes PMH said hello Mr. Lewin. How are you? Hello Mr. Lewin. Would you like to reply? Okay ha. Học là G Mercedes. PMH hello Mr. Lewin, how are you đó. Thì dù ở nước ngoài thì người ta sẽ nhắn tin với nhau bằng tiếng Anh này đó. Thì nó sẽ đọc luôn cho anh. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình nói tiếng Việt nó sẽ đọc rất là khó nghe. Okay. Đó, thì cái điện thoại của anh sử dụng như vậy. Hoặc là anh có thể là sử dụng bằng bản đồ nè. Hoặc là cuộc gọi điện thoại của anh, cuộc gọi gần đây đó, cuộc gọi gần đây này nọ nè. Của anh. Hoặc là đó, nhiều cái trên đây nữa.
trên đây thì cái này trên iPhone nó có hết rồi. Nghe nhạc thì anh bấm vào đây nghe nhạc. Ok không? Ok, dạ. Cái dây này là để kết nối vậy thôi, phòng kết nối gì để qua điện thoại sạc không dây ở đây. Là đang gì là cũng đang sạc luôn mà phải không? Đúng rồi, đang sạc luôn. Đó, còn nếu mà cái điện thoại của anh thì nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà cái điện thoại em thì nó sẽ khác hơn nữa. Đây, cái điện thoại của em nè. Cái điện thoại của em thì em sẽ khác hơn anh, nhiều hơn anh nữa. Tại vì cái điện thoại này nó không đơn giản, nó giống như cái điện thoại của anh mà em đã bẻ khóa, em đã cài một vài cái trong đây nữa. Đó, anh thấy không, khác của anh nè. Và của em thì nó có hát được YouTube. Sao anh không được ta? Đâu coi được YouTube trên này hả? Đúng, của em á, em thì được. Này, em thử mở mạng lên nè. Vậy là cái màn hình này là để cái màn hình mình coi phim coi ấy rồi không được. Không có coi YouTube rồi được. Dạ. Nè, có mạng rồi nè. Thì vô đây chơi thôi. Đó. Đã không? Còn điện thoại anh thì không được. Thì anh muốn cái này giống như em thì anh phải tốn gì nữa? Anh phải tùy theo cái điện thoại, anh phải làm giống em vậy nè. Thì mới xài được. Dạ, cái đó để sao đi. Còn cái thí dụ anh muốn coi đá banh rồi sao? Đá banh nè. Của anh á, điện thoại anh á. Điện thoại anh thì thôi rồi. Gì mình sẽ đếp nè, kênh của em nè. Ok không? Đó, mạng của em hơi chậm ha. Có cái gì với khuyến mãi 290 triệu dữ à? Nghe 300. Dữ à hả? Cậu xe nó khuyến mãi dữ ta. Bạn anh Kiệt, dạ, anh Kiệt các bạn. Kiệt, anh Kiệt. Có ảnh gì ghê. Đang quay phim. Mốt lên mạng coi á. Mốt đưa lên mạng luôn hả? Dạ. Coi có bóp chỗ nào gì, đâu chỉnh chế độ bóp gì với bóp comfort gì á. Cái chỉnh chế độ đó vô đâu? Spot comfort ở đây nè. Eco nè. Bây giờ thì cái bấm lúc này nó vô đó luôn hả? Đúng rồi. Đẩy lên đẩy xuống nè. Mà thường là ta chạy chế độ nào? Comfort là bình thường là comfort. Thường là comfort không? Dạ. Còn anh thích lái thể thao anh chọn lên đây. Thể thao là cái bô nó kêu lớn hả? Thứ nhất là nó sẽ có tiếng bô lớn hơn một xíu. Và thứ hai nữa là cái hộp số nó sẽ sang số trễ hơn để tăng cái moment xoắn, tăng cái lực kéo. Anh chạy anh cảm giác nó vọt hơn nhiều. Dạ. Vậy cái này là chỉnh chế độ. Dạ. Bốn chế độ hả? Dạ, nó sẽ hiện lên trên màn hình này hoặc là anh nhìn trên đây. Anh nhìn trên đây anh sẽ thấy là nó sẽ có chữ C nè, chữ S nè. À, dưới tắt của máy đó hả? Dạ. Individual là gì vậy? Cài theo sở thích cá nhân. Chẳng hạn anh chọn individual nè, anh chọn và cài đặt ngay góc màn hình này. Thì anh chọn chế độ lái nè, anh muốn vô lăng nó nặng hay là vô lăng nó nhẹ thì anh sẽ chọn chỗ này. Rồi anh muốn nó suspension là cái phuộc á, cái phuộc của nó muốn nặng hay là muốn nhẹ luôn. Anh chọn sport á, thì nó sẽ nặng, nó cứng hơn một xíu. Anh chọn sport cộng nó sẽ cứng hơn nữa. Anh chọn comfort thì cái phuộc khi mình chạy mình thấy nó bồng bềnh quá thì mình rút lên bằng bóp họng. Đúng rồi, nó sẽ phuộc nó giữ lại. Hiểu rồi. Suspension là cái phuộc, steering là ta lái ha. Ta lái nó nặng, ta lái nó nhẹ luôn, anh chỉnh được luôn. Và ESP là hệ thống cân bằng điện tử, anh có thể chọn cho nó là sport hoặc sport cộng. ESP hệ thống cân bằng điện tử thì nó như là anh cho nó sport á, thì nó sẽ cho phép chiếc xe của anh nó trượt một chút xíu. Giống như những cái người mà lái xe ở trên đường đua này nọ đó, thì họ sẽ cho cái xe của họ mất kiểm soát một xíu để cho nó tăng cái cảm giác phấn khích hơn. Còn bình thường thì mình phải chọn cái độ comfort để cho cái hệ thống ESP nó làm việc một cách coi như là hiệu quả nhất, nhiều nhất. Đó, individual là vậy. Còn nếu mà anh muốn xài qua tiếng Việt thì anh cài đặt lại, chọn vào cái này, chọn vào cái system, sau đó anh chọn vào cái phần language nè, ngôn ngữ nè. Sau đó anh sẽ chọn vào cái tiếng Việt. Thì có điều hay quá rồi. Tiếng Việt. Trời ơi, nói là tiếng Anh, tưởng là không có tiếng Việt chứ. Là chế độ lái. Mà thường ta hay sử dụng nào nhiều nhất? Comfort à? Giờ không có, những cái phím này nè, những cái phím trong này là ta sử dụng như nào? Ít xài lắm. Vô lên xe giống như anh, hỏi anh Kiệt, lên xe gần như chạy là nhiều. Ít đụng tới mấy đụng cái này. Còn bản đồ, trên đây nó có bản đồ sẵn không? Bản đồ đó, trên bản đồ trên đây nè, trên điện thoại của anh. Mình kết nối lên, mình kết nối máy đâu có xài được. Ủa, mình kết nối Bluetooth đây qua đây được không? Bluetooth hả? Bluetooth được. Bluetooth nè, anh thử làm đi, anh thử làm coi vô. Rồi điện thoại
đó, Bluetooth kết nối thiết bị mới nè, anh mở Bluetooth lên. Xe anh có tiếng Việt chưa? Có. Yeah. Không biết nữa, không để. Yeah. Tiếng Việt. Đây iPhone nè, nó thấy iPhone nè. Vô. Dạ rồi. Đồng bộ danh bạ. Dạ, yeah, cho phép. Kết nối vào Bluetooth. Như là Bluetooth. Xong rồi đó, ai gọi cho anh nó sẽ hiện lên trên đây nè. Là chỉ đó thôi hả, Bluetooth sống, rồi đi. Sống điện thoại của anh nè. À, thì là ai gọi đây là hiện đây hết. À, hoặc là anh nghe nhạc trên đây được luôn, nghe nhạc. Lâu lâu con cháu nó về chơi. Không lẽ vào công biểu nó sẽ ít lạc. Rồi mời tài xế ăn cơm luôn nha. Ăn cơm xong với anh tranh thủ chạy về luôn. Chiều ăn có khách. Lát còn có ghé của hàng anh đưa giấy tờ được. Có, trời ơi quên bà luôn. Qua đường với chú xe xưởng. Em đưa luôn. Em đưa ở đây luôn ha. Đưa em chìa khóa đi. Lát anh lát ghé anh đưa anh tặng em mấy cái là xưởng hả? Xưởng hả? Trời ơi, quà giấy nó còn nhà luôn á. Để sẵn luôn hả? Để em lấy giấy tờ. Có để nó đi lát ấy cũng được. Lát ghé đưa chị luôn rồi em lấy nó luôn. Nói chung với lời anh chắc anh biết rồi. Ừ, biết rồi. Nghề của anh mà. Rồi đưa anh quá đơn với cái xưởng còn 6 hành. 6 hành. Không có sổ bảo hành. Ủa? Giờ không có sổ bảo hành hả? Không, xài sổ bảo hành. Sổ bảo hành nó bảo hành trên hệ thống anh. Trời ơi, trễ xe anh còn còn định uống cà phê gì với em nữa. Không có gì hết. Trời ơi, trời ơi, uống cà phê thôi thôi. Uống bớt chưa? Đúng không, còn gì nữa không? Lộn không? Em kêu cá rô gì nữa phải không? Ai kêu gì nữa? Không, của em sườn nướng thôi. Bữa này cũng sườn nướng thôi. Thêm một dĩa sườn nướng nữa ha. Không, cũng gì? Được rồi, của em hai em sườn nướng sườn thôi. Sườn trứng nữa. À, của Phúc sườn trứng hả? Sườn trứng nữa. Một phút sườn trứng nữa, thêm một cái nữa, sườn trứng. Cái sườn trứng đó là đủ ha. Dạ. Với mấy chai nước nữa, chai nước suối nữa. Mấy anh em đang ăn cơm nè các bạn. Đó thì giao xe xong cho anh Luân thì anh Luân dắt hai anh em đi ăn cơm trưa. Đó, đây là bữa cơm ở miền Tây nè các bạn thấy nè. Có mắm ha, mắm là đặc trưng ở miền Tây ha. Mắm chưng. À, canh chua cá ba sa ha, và lúc nào cũng có cái dĩa rau như thế này. Nào, đúng không anh? Đúng không anh Luân? Khi miền Tây lúc nào cũng có cái này không? Đúng miền Tây luôn á. Đúng chất miền Tây luôn. Ngon em. Em cũng miền Tây mà. Em miền Tây. Miền Tây luôn. Miền Tây luôn hả? An Giang. Anh em mình miền Tây không? Anh em miền Tây không? Mới ăn cơm xong về thì bây giờ Di bàn giao giấy tờ cho anh Luân. Giống với giấy tờ xe máy không anh? Giống. Hình thức giống không? Ừ. Anh Luân tặng Di một bịch lạp xưởng đặc sản ở Long An 2kg anh Luân. 2kg. Cái này thì bữa rồi là anh Luân có tặng cho Di một bịch giống như thế này rồi thì ăn rất là ngon luôn. Bữa nay anh Luân thẳng với em bịch nữa, chắc ăn từ đây tới Tết đúng không anh? Không, ăn Tết luôn. Ăn Tết luôn.
tháng lấy 1 phút ra là được rồi. Dạ. Tới đó luôn á. Okay. Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh chị khỏe ha. Rồi công việc công ăn nào cũng thuận lợi hết. Dạ, dạ. Dạ. Chúc em được gặp nhiều may mắn. Dạ. Đặt cọc xe đều. Dạ. Ngày nào cũng có nhận cọc. Trời, dạ. Ngày nào cũng nhận cọc dữ dội quá. Thôi hết. Anh giới thiệu cho em một vòng thôi. Coi có cái gì hay không? Xe nào mà ở đây anh bán nhiều nhất là xe nào luôn? Xe quay xe 50. Quay này học sinh. Xe Exciter. Exciter là đây. Rồi, xe tay ga là Exciter đẹp quá anh. Đây này. À, anh bán màu nào chạy nhất anh luôn? Màu xanh. Màu này nhớ là chạy nhất á. Màu này chạy nhất hả? Ừ. Vario đẹp quá, em cũng khoái chiếc Vario nè. Sao nó chạy ngon? Chiếc này nhập anh. Nhập. Thì Vario nó có những cái loại giống gì mà tên Tiết không? Tiết. Tiết là nhập. Nhập Thái, còn này là nhập Indonesia. Nhưng mà giá giữa hai cái dòng nhập này thì nó chất lượng nó giống nhau mà. Mà Thái ngon hơn. Thái ngon hơn là Vĩnh đâu vậy? Em nghĩ chắc chút xíu thôi gì? Chút xíu thôi. Nhưng mà giá trên bao nhiêu ạ? Giá trên mấy chục triệu á, 30 triệu chứ. Vì người ta bỏ ra tiền nhiều như vậy chi ta? Tại ta thấy Nhật Thái đó giờ xe nào cũng tốt như xe Diêm Thái rồi đó. Rồi mang cái tiếng rồi ha, chứ em nghĩ về chất lượng nó không có khác nhau nhiều đâu. Chắc cũng 9-10. 9-10 đó, chứ không có nhiều. Nhưng mà xe Vario thì thấy nhiều, còn đến cỡ ít thấy đó. Ít thấy. Thì nó cũng cao. Mấy cái màu sơn mờ nhìn cũng đẹp ha. Ở đây là xe nhập là có Vario ha. Sachi Sunit. Sunit là gì? À, Sunit là mấy chiếc Suzuki hả? Ừ. Chiếc đó nhìn nghèo ha. Ừ. Hai thì đúng không anh? Đúng rồi, hai thì. Không có đó bốn thì cái chiếc đời mới giờ mấy mấy bạn trẻ trẻ rồi. Nó làm giống xe hai thì, hai thì. Là một giờ là nhắm lên á. Ở đây có em đắt, có em đắt không? Chưa. Chưa không? Chưa 10. Chưa 20 con. À. Ủa, hát đẹp quá nè. Cho mấy bạn trẻ rồi phái. Bây giờ là Suzuki này là hàng 4 tỷ á. Không có 2 tỷ á. Hồi xưa là 2 tỷ. Thì cái cửa hàng xe gắn máy của anh Luân ha, cửa hàng gắn máy Chính Hải nằm đối diện với lại Ủy ban dân xã Long Hòa, tỉnh Long An. Thì các bạn nào mà không mua xe thì ủng hộ anh Luân nha. Rồi. Lên có giảm giá không? Hộ giá ưu đãi luôn cho bạn nào có xem clip của bạn Duy nha. Bạn Duy Mercedes. Đó, bạn nào mua xe gắn máy ủng hộ anh Lưng nha. Lua gặp anh Lưng luôn rồi, muốn coi xe mẹt của anh Lưng thì anh Lưng dắt đi coi luôn. Rồi, dắt coi. Dắt coi luôn. Tình luôn. Ồ, dạ. SH này mắc không anh? SH 115 triệu. Wow. 150. SH này chắc bán được cái màu trắng gì hả? Ừ, trắng với đỏ là bán chạy nhất. 115 triệu thì cũng ok cho SH. Cho mấy chiếc kia nó bán cái này cho mấy. Cái này là mình lắp ráp ở Việt Nam anh luôn. Lắp ráp Việt Nam. Nó đâu có khác gì nhập Ý hả? À, không nhập nó cũng khác chất lượng mà. Em thấy về chất lượng không khác nhiều đâu. Chủ yếu là người ta thích cái ok thôi, tạm biệt anh Tuân đi. Cảm ơn anh chị nha. Về thì về nhà còn giáo cho em. Ok. Chào nha. Dạ. Hiện tại bây giờ thì Di về tới showroom rồi các bạn. Thì do hồi nãy ngồi trên xe cũng như là nghe điện thoại và tranh thủ về thật là sớm để Di còn khách ở showroom nữa. Cho nên là Di không có ao được cái clip ở trên chiếc xe. Thì đó, cái buổi giao xe của Di cho anh Lương là như vậy. Thì anh Lương là một người cũng rất là bình dân các bạn thấy không? Rất là bình dân, rất là đúng chất người miền Tây luôn. Đó, thì hai anh em ăn cơm xong rồi Di bàn cho giấy tờ và về lại. Đó, thì cái buổi giao xe của Di thì cũng như mọi kỳ nó cũng như vậy thôi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại là 091-465-3979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 7 các bạn. Thì bên Duy có một cái event cuối tuần á, thì dành cho khách hàng đến
đến lái thử xe, trải nghiệm xe cũng như uống cà phê. Và đặc biệt ngày hôm nay bên Di có mời một cái ban nhạc về chơi nhạc live rất là hay, rất là sung luôn các bạn. Vì hiện tại ngoài trời bây giờ đang mưa nữa thì làm cho cái buổi chơi nhạc live nó càng thêm là phấn khích và càng thêm sung hơn. Ban nhạc đang rất là máu lửa ở dưới đó. Ở dưới là một cái chiếc xe CTR. Thì cái chiếc xe này là bên Di mới đem về cách đây vài ngày, và Di cũng đã đăng cho các bạn xem cái clip rồi đó. Thì chắc chắn thì Di sẽ phải làm một cái clip review thật là chi tiết cho chiếc xe CTR này. Bởi vì là cái chiếc xe này thì có thể để bên Di trong vòng một tuần lễ thôi, không có nhiều thời gian, chắc qua đầu tuần Di phải là tranh thủ làm ngay đó. Các bạn thấy không? Thì ở dưới đây thì có một cái quầy nước và những cái finger food, những cái bánh nhỏ các bạn đó, dành cho khách hàng tới thưởng lãm xe, uống cà phê, ăn bánh cũng như là nghe nhạc live cuối tuần thôi. Thì thật sự các bạn mà cuối tuần mà các anh chị các bạn không có biết đi đâu chơi cũng như là đã đi đến những cái chỗ khác rất là chán rồi, thì cứ tới showroom Mercedes-Benz Quý Hưng lái thử xe Mercedes coupe và trao đổi về xe thôi. Như vậy là được rồi, chị cũng không cần các anh chị và các bạn cứ phải đến showroom là mua xe đâu đó. Ok ha.